chào quý vị đến với kênh YouTube Cuộc Sống Ở Đây. Đây là chiếc xe cao tuyết, sóc tuyết, mùa đông ở Canada. Hôm nay tôi quay một đoạn phim để cho quý vị xem. Ở đây là ở thành phố Edmonton, Canada. Khi mà mùa đông đến, tuyết xuống nhiều thì thành phố họ đưa mấy chiếc xe cào tuyết này này, xe này to lắm, xuống đây để cào sạch những cái con đường để cho xe chạy. Đó, mỗi lần mà họ đi cào này nó tới 2-3 chiếc một lần ấy. Đó, chiếc xe này họ đang cào đi tuyết qua bên đường. Chiếc xe kia qua họ mới cào. Mấy xe này là xe của thành phố thì thành phố họ đưa xuống họ cào, hay là tuyết nhiều quá thì họ thuê cái cát xuống cào và sạch sạch. Đây này, đây cũng có một chiếc này này. Xa kia không còn chiếc nữa kìa. Thường họ đi trong là 3-4 chiếc gì đó. Cái đường này là họ cào xong rồi nè, sạch băng, sạch không. Đó, này là 2 chiếc á. Cái chiếc này họ đang làm này, đó, họ đang ủi cái tuyết qua này. Ủi qua bên cái lề đường này, nó ủi qua như vậy đó. Đó, đây là những họ ở đây họ vẫn sốc tuyết nữa đó quý vị. Nhà nào đó thì phải sốc tuyết nhà đó. Đường đi này thì nhà mình, nhà nào thì họ phải ra sốc để cho người ta đi. Các hai chiếc này họ sốc bên kia xong rồi, họ cào bên kia xong rồi, xuống ngã này họ cào bên này. Đó, cái phim này mình chào ông, đưa tay chào ông, chào lại. Người cái này họ dễ thương lắm. Đi không kịp nó xe luôn quý vị, đi bộ đi không kịp, chắc phải lên xe ngồi lại đi theo quá. À, rồi đi theo lại xe đi theo nữa. Đó, chiếc đó đang cào cái đường rồi đó, cái đường đó hình như họ làm chiếc sóng á, chắc chạy xe đuổi theo thôi, coi họ làm sao ha. Đó, cái đường này là hình như họ chưa có cào nè, hay là họ cào sơ rồi mà chưa có sạch, bây giờ họ vẫn làm tiếp nữa. Đó, quý vị thấy không, họ cào họ ui qua bên cái đường đó, bên cái lề đường đó, đó sát sát bên cái lề đường đó. Đó,
chiếc này họ đang đang cào này, đang ủi tết này. Mà trước cái chiếc xe này có chiếc xe của dân người ta đầu đó, thì chiếc này họ cào không được, thì họ cào không được thì họ phải phải chạy tới chạy lui xong họ cào vòng những cái chiếc xe đó, động những chiếc xe đó. Thường mà họ nhà nước họ có để cái bảng cấm đầu thì mình không có đầu được, đầu thì sẽ bị phạt, cầm thêm sẽ bị cấu xe, bị phạt thì phải trả tiền, cấu xe cũng phải trả tiền luôn. Thì người dân họ ở đây thì họ biết, thì còn không mà đầu xe như vậy mày xe này tội họ cào sốc tiền không được, và thành phố họ sẽ xuống là phạt, phạt xong rồi là cấu xe đi luôn, mình phải đi trả tiền lấy xe về đi. Nhiều cái đường mà tuyết nó nhiều đó, cao như vậy mấy chiếc xe này đi ra khó lắm, nhiều lắm, nhiều nhiều ơi là nhiều, nhiều thì chạy ra cũng khó, phải bật ra lấy mấy cái xe sốc ra được. Thường mà họ đi cào sốc tuyệt vậy là họ thông báo cho những ở đây biết trước trên mạng á, hay là họ gửi email thư điện tử nếu mà có đăng ký, hay là họ có cầm cái bảng ở cái khu này là ngày mấy và họ sẽ tới cào tuyết. Còn nếu mà họ không có cảnh báo thông báo thì mình đầu thoại mà họ cũng không làm gì. Tôi đi sáng sáng tới tưng á, tôi thử nhìn thấy cho rõ chiếc xe làm sao đó, họ cũng ở giữa kia đó, cao ở giữa sống không còn. Chiếc kia hình như chạy lối họ lấy, hay là chiếc này nó đi lối nó lấy cào cái chiếc ra ngoài. Mục tiêu vậy là nó dễ lối á, nó dễ lối để nó bảo cho mấy người ở đằng sau ấy, xe đằng sau biển nó xé rồi đang dễ lối thì đứng lên trên đường, không có đứng ở đó sẽ nó lối nó ùn ra chết. Đường nó ghé lưới là nó kêu lợn vậy đó. Cái tràm xe buýt đó, tràm xe buýt nó đưa với đoạn đó, thì lúc nào mà có tuyết nhiều đó, thì nhà nước cũng xuống sốc mấy cái đường này cho nó sạch. Đây là họ dè lôi xong rồi họ lấy cái tuyết ở giữa cái đường xong rồi cút qua bên cái lề đường đó, quý vị thấy không? Cái cây dao đó nó dài, nó to vậy. Xe này nó mạnh lắm, cái cỡ nào nó ui cũng hết rồi. Như lúc mà nó đóng bắn cứng rồi họ ui cũng sạch hết. Thì chỗ này là như họ ui ở giữa rồi nè, họ ui qua ở giữa rồi mà họ chưa có lấy này, chắc là chiếc này nó chạy tới rồi nó sốc đi này, nó ui qua bên lề này.
ở đây cũng có hóa chiếc này, mà hóa chiếc này là hình như của hóa chiếc hồi nãy cào bên kia đó, bây giờ nó chạy tới đây, nó ủi cái, nó cào cái đường này. Chỗ này là nó cũng họ họ làm cũng xong rồi, gần xong rồi. Đây cũng có một chiếc nè. Ồ, chiếc này đang làm này, đang làm bên phía bên cái đường kia cái đó. Đó, họ đang cào đó. Đó. Đó, sạch không? Đó. Đây chiếc này cũng đang cào ở đây này, đó. Đây là mấy cái xe họ muốn qua đó mà họ phải chờ. Phải chờ cái chiếc hai chiếc xe kia họ cào đầu cái đường kia xong rồi mới qua được, phải chờ một lát à. Thôi cảm ơn quý vị đã xem cái video, hẹn quý vị lại lần sau, chúc quý vị sức khỏe, bye bye.